bây giờ mình phải thử chị coi, nếu mà hợp chị mới gả, còn không chị không có chịu. Hát bài nào hay nhất và bạn thường hay hát? Đúng rồi. Hát bài một khúc bạn giữ người yêu. Bữa nay bạn phải phụ họa nha. Thức trọn đêm nay để nhớ thương em. Sương rơi lạnh căm, cảnh vật im lìm. Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình trúng vách. Anh khuyết tường, anh điện với em. Dở cái màn này lên nè, tao qua luôn đi. Dở đi qua luôn, còn dở qua luôn đi. Cái tường mà còn qua được, mà cái màn này nhằn nhò gì bạn? Rồi đứng lên dở chui qua luôn đi. Được không? Anh chưa cho em đâu em chui. Mày cho chui không? Cho chui liền. Rồi đâu, cho chui thử coi. Em đã hy vọng rằng mình hơi mát mát tay chút xíu. Đợt trước thì có cặp mà không nhấn nút đỏ, anh cũng thấy buồn buồn sao. Mà có đôi khi hai cặp anh lại càng buồn hơn nữa. Tối nhiều khi nằm mơ á. Mơ gì? Mơ mình khóc á. Khóc thì mình làm mai thất bại á. Nhưng mà em nghĩ vậy nè, mình thành công hay thất bại nó cũng không có quan trọng lắm. Quan trọng nhất là thực sự hai cái đối phương nó có đồng cảm với nhau hay hai không. Hai tim có rung động hay không? Người ta rung người ta mới nhấn nút, người ta không rung thì thôi để người ta tìm cơ hội khác. Chứ mình không có số 7. Không có bằng mọi giá đúng mà suối rồi, nhấn đúng nút rồi, đúng, đúng rồi. Mình là làm mai mối mình hết sức của mình thôi, còn cái cảm nhận là của đối phương. Chúng tôi là cố gắng hết sức. Đó mà đành phải bó tay. Hôm nay là phải thành công nha. Rồi, okay. Hạ màn. Rồi, kéo màn xuống. Mời bạn trai. Mời bạn ngồi. Chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Chào bạn. Bạn tên là gì? Dạ em tên Phạm Thanh Tùng. Em 27 tuổi. Nghề nghiệp là gì? Em làm chụp hình. Dạ. Rồi cảm ơn bạn, chúng ta sẽ xem bạn nữ làm nghề gì, tên gì nhé. Mời bạn nữ. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quỳnh Linh, em chào các bạn. Chào bạn, bạn tên là gì? Dạ em tên là Hoa. Hoa, Hoa năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay em 26 tuổi ạ. Mình làm việc ở đâu Hoa? Em làm nghề kế toán ạ. À, công ty gì vậy bạn? Dạ công ty em thì làm về làm bột kem á, với lại trà sữa Trân Châu á. Các sản phẩm của nước giải khát á. Được đó, anh bên đây anh bồi bổ cái đó được đó. Ủa sao vậy? Kem với trà sữa Trân Châu ha. Ủa bên đó ốm lắm hả? Không có, nó bồi bổ thôi. Bồi bổ đi, mà ốm mới em cần bồi bổ. Em à, thế em quê ở đâu? Dạ, em quê ở Nam Định ạ. Đó, bên kia lành quá rồi, bên anh kia anh quê ở đâu? Dạ, em quê ở Thái Bình ạ. Ha, gần ha. Dạ. Thái Bình là chủ chị Năm á ha. Hàng xóm. Mà lý do tại sao mình không có tìm được bạn trai cho mình mà mình phải nhờ tới chương trình? Dạ, em nghĩ chắc là duyên chưa tới á. Lại duyên chưa tới nữa. Vậy bữa nay có cảm nhận gì trong người là giật giật trong người là duyên nó sắp tới chưa? Em cũng cảm thấy như thế đó. Cảm thấy như thế dạ. Hả? Chị cũng hy vọng là như thế để cho chị vui. Bạn có yêu cầu gì về người bạn trai của mình không? Thì tiêu chuẩn em cũng không có nhiều. Em chỉ một bạn cao khoảng 1m65 trở lên. Không ốm quá và cũng không mập quá. Không hút thuốc. Nghề nghiệp ổn định là được. Thế bạn không thích, không thích cái gì ở bạn trai của mình? Dạ, tính gia trưởng á. Gia trưởng? Dạ. Ây da, bạn trai ơi, bạn có gia trưởng không vậy? Dạ, em không gia trưởng chị ạ. Bạn thích lấy vợ ở đâu? Em thích lấy vợ miền Bắc. Cái lối sống ngoài Bắc thì có phần khác trong em. Hay là nói đi nịnh bạn bên kia? Nghe chắc nịnh quá. Thật ra là miền nào đâu có quan trọng. Nếu mình nhìn mình thấy hợp với tánh tình hợp với mình là được rồi. Đó giờ trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, từ đó tới giờ em trải qua một mối tình. Em quen bạn đó từ hồi lớp 12 và sau đó 4 năm em đi làm thì em mới tỏ tình với bạn gái đó. Mình tỏ tình sao vậy bạn? Dạ. Thì em tặng hoa, tặng quà mà tặng đồ chị ạ. Wow. Dạ. Tặng hoa, tặng quà, tặng đồ nữa. Dạ. Rồi bạn đó có lấy không? Dạ bạn có lấy. Rồi bạn có yêu bạn không? Bạn ấy yêu xíu à. Rồi tại sao dạ. Tại sao mình chia tay vậy bạn? Không hợp là em thì em không thích con gái cáu gắt, nhăn nhó, càm ràm. Em không thích. Còn dạ. Bạn đó có đầy đủ những đó luôn. Có dư luôn ạ. Rồi bạn có điều gì mà bạn gái kia không thích không? Em thì có cái tật trạng nhát gái. Nhát gái, cái này gái thích. Cái chuyện nhát gái thật ra cũng bình thường thôi. Thấy bạn mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào. Chị chưa có mối tình nào? Dạ. Có nhát trai không bạn?
Dạ em không ạ. Là có nghĩa là em cũng có các bạn cũng thích em, nhưng mà em cái ấn tượng đầu tiên em nhìn thì em không có thích. Vậy là em kén quá. Không phải em không có kén, chắc là chưa được tự duyên. Dạ. Vậy bản thân em mình thấy mình có ưu điểm gì? Dạ em biết em thích nấu ăn, em biết dọn dẹp nhà cửa, biết lắng nghe. Em có tiếng học hỏi cái. Vậy còn khuyết điểm của bạn thì bạn thấy bạn có khuyết điểm gì? Khuyết điểm em thì em không biết, em rất thích hát nhưng mà em không biết hát nữa. Của bạn nam kia, bạn biết hát không bạn? Để dạ, bên đây biết... múa bên quạ cho nè. Dạ em biết hát. Rồi bây giờ bạn hát bên đó, bên đây bạn này múa. Đó, mình cách nhau một cái rèm sao cho nó hòa hợp nha. Không, cái này chắc em nghĩ là mai mốt rủ nhau đi hát. Không, bây giờ mình phải thử chị coi, nếu mà hợp chị mới gả, còn không chị không chịu. Hát bài nào hay nhất và bạn thường hay hát? Đúng rồi. Hát đây một khúc bạn nhớ người yêu. Bên đây bạn phải phụ họa nha. Thức trọn đêm nay để nhớ thương em. Sương rơi lạnh căm, cảnh vật im lìm. Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình trúng vách. Anh khuét tường, anh điện với em. Dở cái màn này lên nè, tao qua luôn đi. Dở đi qua luôn, bạn dở qua luôn đi. Cái tường mà còn qua được, mà cái màn này nhầm nhò gì bạn gì? Rồi đứng lên dở chui qua luôn đi. Được không? Anh chưa cho em đâu em chui. Mày cho chui không? Cho chui liền. Rồi đâu, cho chui thử đây. Em đến chương trình hôm nay thì em có món quà tặng anh và tặng chị Cát Tường. Tặng anh Linh trước đi bạn. Chúc trời ơi, cảm ơn bạn nha. Rất tuyệt vời. Cảm ơn bạn một món quà rất ý nghĩa này. Và để tôi đem qua Cát Tường cho ha. Bạn tặng... Trời ơi. Trời ơi. Đây. Đấy, ý nghĩa chưa? Wow. Em coi đấy, em coi đấy. Oh, đẹp chưa? Hạnh phúc ha. Thích quá, thích quá. Từ từ mình phải qua mình cảm ơn sau. Thôi, có hai cái. Ngộ không hát đồng tiền. Đồng xu. Hả? Đồng điếu. Đồng điếu. Nào vậy? Dạ. Nam Định hả? Dạ. Biết nấu gì ngon nhất ở Nam Định? Nam Định em á. Có phở bò Nam Định. À, phở Nam Định rất là ngon. Dạ. Cảm ơn bạn. Trời ơi, có hai cái đồng. Hai ba cái đồng, một cái đồng đây, có cái đồng đây này. Cảm ơn bạn nha. Cảm ơn món quà đó bạn đã dành cho Vịnh đâu, quà anh Huyền Linh đâu. Wow, quá là dễ thương. Đây rất là tâm lý ha. Ghê quá. À, cảm ơn em. Dạ. Em cũng xinh trai quá. Em đẹp trai, cho xinh trai. Rồi bây giờ muốn thích cái người bạn gái, cái mẫu lý tưởng là như thế nào? Em thích người con gái nữ tính, dịu dàng. Nữ tính dịu dàng, chị dạ. Nghĩ bên này có đó. Và nhân hậu. Nhân hậu dạ. Có. Có. Hơi gầy nha. Em mỏng. Chưa mỏng. Gầy với mỏng khác nhau hả? Dạ. Ăn nhiều tí nhá. Bên dạ. Này nấu ăn ngon lắm, cố gắng ăn dạ. Nhiều tí. Có người yêu này em mập liền. Tại sao? Tại vì em ăn được cơm. Bây giờ em ăn cơm ngoài không à? Bây giờ về quảng cáo giùm cho nè. Cảm ơn á, tại nhờ có tấm hình á, về dạ, quảng cáo giùm á. Cái cảm nhận đầu tiên của chị là người bạn trai bên kia rất là dễ thương, rất là chân thành. À, bây giờ nếu mà được thì mình tính bao giờ mình tiến tới? 2 năm nữa. 2 năm nữa. Ừ. Rồi tiền bạc trong nhà ai giữ? Dạ, nếu mà chồng mà đưa cho mình thì mình giữ. Còn không thì của ai đấy giữ. Ủa sao kỳ vậy? Sao của ai nó giữ? Dạ. Chồng đưa mình thì mình giữ, chồng dạ. Không đưa mình thì mình đưa của mình cho chồng giữ. Không, em không đưa. Có nghĩa là chồng đưa thì mình giữ. Dạ đúng rồi. Còn chồng không đưa của ai nấy xài. Dạ đúng rồi. Dạ mình người phụ nữ thì mình phải chi tiêu các việc trong nhà thì mình nên cầm tiền. Rồi theo quan điểm của bạn thì ai chịu giữ tiền? Quan điểm của em là người vợ giữ tiền. Đấy, thấy chưa? Người vợ giữ tiền hết chưa? Này ga lăng à. À bây giờ chúng ta hãy kéo màn lên để cho hai bạn trực tiếp nhìn nhau, đó là cảm nhận của mọi người thôi. Bây giờ mới cảm nhận của những người trong cuộc nè. Rồi, kéo rèm. Em tưởng tượng cái mẫu người của em nãy giờ nói chuyện như thế nào? Dạ, cũng dễ thương ạ. Dễ thương. Rồi, dòm sau lưng của siêu mỏng nè. Đó. Chào em. Ừ. Anh ấy tới chương trình có món quà nhỏ tặng em. Dạ. Bình thường rảnh thì em hay đi đâu chơi? Dạ, em đi coi phim hoặc em đi shopping.
Nếu em đồng ý hẹn hò với anh thì thứ bảy anh mời em đi nghe nhạc cùng anh. Anh có sở thích đi nghe nhạc? Dạ, em cũng thích nghe nhạc. Rồi. Anh nhận xét về em sao? Em, anh nhìn thấy em là thấy chuẩn đấy. Dễ thương, có hai lông mang tiền đẹp. Dạ. Không, đồng điếu á, không phải đồng tiền. Đúng, chị Cát Tường, chị Cát Tường là đồng tiền. Em nó cao lên mới tiền, còn cái này là điếu. Dạ. Em thấy anh cũng là một người chững chạc. Nhưng mà anh hơi ốm so với em mập, đúng không anh? Thì mập, mình mập mới đẹp. Mừng quá, có người hôm nay khen mình mập mới đẹp. Thế em có chê anh ốm không? Dạ, ốm chắc về cho ăn nhiều rồi mập à. Không sao ha em ha. Dạ đúng rồi. Mình nuôi tốt là mập thôi. Mừng quá. Tiếp. Vậy anh em hẹn hò ha. Tại vì em thích người Bắc. Anh người gốc Bắc là em thích. Thế anh đẹp trai không? Dạ đẹp ạ. Về cạo đầu láng chút xíu nữa ha. Ôi em thích tóc dài hơn chút xíu. Hả? Thích tóc dài hơn chút xíu. Bây giờ mình về là mình tút lại, mình cho ăn, mình để tóc gì đó là tự động, là theo ý mình hết à. Dạ. Cái này là giống như là dạng như mình đi kinh doanh này là có cái tiềm năng. Dạ. Nghe không? Này là chịu không? Đầu tư có tiềm năng. Về bên kia lo đây, chịu không? Dạ em chịu. Muốn sao là vậy ha. Dạ. Cho ăn rồi làm tóc rồi tắm rửa rồi ha. Dạ. Tiền là bên này giữ nha. Dạ. Em cho giữ hết. Rồi đó. Cái đó là, đấy là em quan trọng nhất ở chỗ đó đó. Vỗ tay hết giờ. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Mời các bạn để tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ và cảm nhận nha. Nếu cảm thấy mình đồng cảm với nhau thật sự thì hẳn nhấn nút để hẹn hò với nhau. 1 2 và 3. Bạn thích nhất ở bạn trai mình ở điểm nào? Em nghe anh chia sẻ thì cũng cảm thấy là anh là người con người rất thật thà. Hai người nắm tay nhau để cảm nhận lần đầu coi tiên gặp, đã có rung gặp động nhau chưa? Đấy. Sao? Có hơi run chị ạ. Nắm tay em không run đâu. Thay mặt cho chương trình, Tường sẽ gửi tặng cho hai bạn. Hồi nãy ước muốn của bạn, bạn thích cái sở thích của bạn là đi xem phim. Dạ. Thì đây là cặp vé xem phim đầu tiên gửi tặng cho hai bạn. Để hai bạn, đây là một cái cơ hội đầu tiên để mình tìm hiểu nhau ha. Đi ngay và liền. Hết chương trình mình đi coi phim luôn. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị, cảm ơn chương trình. Rồi. Chúc hai bạn thật vui nha. Cảm ơn hai bạn. Thấy đầu xuôi đuôi lọt rồi. Một sự khởi đầu may mắn. Đúng không? Tôi dễ thương, hy vọng rằng họ sẽ dắt tay nhau đi về Nam Định với Thái Bình cũng gần nhau để ra mắt hai họ. Mình thở phào nhẹ nhõm bởi mình đã thành công, mà rõ ràng việc cặp đôi này rất là, mình thấy rất là tương đồng. Vẫn lo mày lo. Lo hả? Lo cặp đôi thứ hai á, không biết được vậy không. Rồi, bây giờ mình đến với cặp đôi thứ hai. Kéo màn xuống. Em nghe anh nói là anh mập rồi, em thích người mập nên em nghe là em thích. Trời ơi, dễ thương quá à. Bữa nay em tới đây với ai? Có ai ủng hộ em không? Dạ có bạn thân của em. Chào dạ, bạn. Chào chị. Em thấy cái anh bên đó làm sao? Em thấy bạn dễ thương mà chắc cũng hợp với Huệ. Hợp hả? Chắc nói hợp là hợp rồi đó em. Dạ. Vậy cũng chúc mừng em nha. Dạ, lát hồi em bấm nút liền. Trời ơi, gì vậy? Gì vậy trời? Rất là hài hước ha. Ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Và bây giờ chúng ta sẽ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn. Xinh quá. Chào em tên là gì? Dạ em chào chị, em tên là Kim Huệ. Em năm nay 27 tuổi. Huệ hiện giờ đang làm gì? Dạ em là kỹ sư nông nghiệp. Hiện em đang làm kỹ thuật sản xuất hoa chị. Là một cái nghề nghiệp cũng rất là hay, kỹ sư nông nghiệp. Còn bây giờ chúng ta sẽ xem chàng trai chúng ta làm nghề gì nha. Xin mời. Chào bạn. Dạ, bạn làm nghề gì? Dạ em là kiến trúc sư. Kiến trúc sư. Dạ. Bạn tên là gì? Dạ em là cùng tên với Linh. Em là Thành Linh. Thành Linh. Dạ. Thành Linh làm kiến trúc sư. Dạ. Bạn nhiêu tuổi rồi? Dạ em 28. 28 dạ. Rồi. Dạ. Mẹ ơi, cái em có thể giới thiệu sơ được cái công việc của em là cụ thể là em làm công việc gì? Dạ em chăm sóc hoa kiển, là trồng những cây hoa đó chị. Bán hoa treo mà bán ngoài thị trường đó.
Hôm nay đến đây cảm giác bạn ra sao khi mà gặp một cô kỹ sư nông nghiệp đang trồng hoa? Chắc em nghĩ chắc cá tính cũng mạnh. Tại vì thường là những người làm kỹ thuật là cá tính mạnh. Bạn hồi đó thì bạn vẽ công trình nào là lớn nhất rồi? Dạ, công trình mới đây là tụi em làm là Học viện Hành chính cha. Bạn học tốt nghiệp ra lâu chưa? Dạ, em đi làm được 3 năm rồi. 3 năm? Dạ. Làm công ty riêng hay là công ty cho? Em làm, hiện đang làm cho công ty tư vấn thiết kế xây dựng giá trị kỹ thuật Việt. Một chàng trai đẹp trai thế này, đô con thế này mà kiến trúc sư nữa thì tôi nghĩ rằng làm gì có chuyện mà không có người yêu. Tại vì cũng do cái tính chất công việc á, không có thời gian cho mình gái nhiều lắm. Sở thích của bạn là gì? Em thích chơi thể thao, chỉ là chơi tạ, thích vẽ. Huệ ơi, sao xinh vậy mà lại ế là chị không có không hiểu đâu nha, tại sao? Em nghĩ là chắc tại em tiếp xúc với hoa cỏ nhiều, không có tiếp xúc với người nhiều nên không có cơ hội. Rồi mong muốn mình đến với chương trình là mình tìm được người đàn ông của mình là người như thế nào? Em thích người hơi mập mập, không có kén ăn. Thường mấy người kén ăn khó nuôi lắm. À, có nghĩa là em quyết định là em sẽ tìm một người về để em nuôi đúng không? Dạ. Em không thích điểm nào ở người đàn ông của mình? Người ba hoa, nói xạo, nói được mà làm không được. Có nghĩa là mấy người nói nhiều mà làm thì ít. Dạ. Có, bên đây có nổ gì không? Dạ không, em nói ít nhưng mà làm nhiều. Ít làm nhiều không? Dạ, dạ được rồi. Thì có không khi nha. Không nói thì làm luôn. Bây giờ bạn bên kia đó là tiếp xúc với hoa nhiều hơn, ít tiếp xúc với người. Dạ. Bạn tiếp xúc với người nhiều hơn, tiếp xúc với bạn vẽ nhiều hơn. Dạ, em tiếp xúc với xi măng, gạch. Quê bạn ở đâu? Dạ, em ở Phan Rang, Ninh Thuận. Ở Phan Rang, ở vùng biển không? Dạ, đúng. Em là dân làng Chài luôn. Ủa, rồi em biết đánh cá không? Dạ. Biết đánh dạ, cá không? Dạ, biết, đánh cá, đánh người em đánh hết. Thôi đánh cá thì được chứ đừng có đánh người nha không? Hiện tại em về nhà thì em ở với ai? Dạ em ở với ba mẹ. Mẹ có dặn dò sao không? Dạ má em kêu thôi mày kiếm ai quen đại rồi đi sớm tao ở nhà ế quá. Nhà tới ba chị em gái mà chị lớn năm nay cũng ba mấy rồi cũng chưa lấy chồng. Vậy á dạ, hả? Nên má xót ruột. Thôi bạn trai bên đây, bạn thích điều gì ở người bạn gái của bạn? Phải dịu dàng, biết nấu ăn thì ok. Rồi, sao nữa? Sống tình cảm, biết chia sẻ công việc của mình và gia đình. Rồi những cái điều gì bạn không thích ở người bạn gái của bạn? Cảm rào em không thích, với lại đánh đá. Ưu điểm của bạn là gì? Em là thứ nhất là vẽ. Vẽ gì em? Dạ, nhà cửa, người. Có người nữa thú, hả? Bông vẽ hết. Biết vẽ người nữa hả? Dạ biết. Ô lát em vẽ cô bé bên này coi, cô bé bên này xinh lắm nè. Dạ không, cái vụ vẽ người này là em cũng bị chia tay lần rồi nên rút kinh nghiệm lần này không vẽ nữa. Ủa sao vậy? Lần trước là em có quen một cô đó là quen được 6 tháng. Rồi cô nói thôi anh vẽ cũng đẹp rồi, hôm nào anh vẽ thử cho em một bức. Cái em mới nói là vẽ anh ta xấu quá hả? Sao cầm bỏ không phải luôn? Em mới nói là anh phải có cảm hứng thì anh mới vẽ được. Mà từ đó em chưa hứng lần nào. Nè bây giờ nhìn cái mặt tôi nè, rồi tưởng tượng ra rồi vẽ đi. Nè. Nhưng mà vẽ không đủ giấy. Sao không đủ giấy? Rộng quá không đủ giấy. Tôi nói nè, cái cô dạ, bên này người ta là rất là mềm mại, rất là nhẹ nhàng, rất là dạ, dễ thương. Em thích những người như vậy. Ta chơi với hoa không hả? Thì mình làm sao một lát kéo màn lên ăn nói cho đàng hoàng. Dạ. Bên này ta muốn kiếm một người đàn ông về chăm sóc, có nghĩa là người ta sẽ nấu ăn rất là ngon. Biết nấu ăn hả chị? Người ta nói là ta muốn kiếm một người chăm sóc rồi mà. Em béo vậy chắc không cần chăm sóc nữa. Nói mà duyên được tôi chết liền á. Thôi khỏi đi, không mai mối gì hết á. Bực bội hả? Lâu lâu phụ nữ nóng nó vậy đó. Chị vậy tường bẻ tấm hình đi rồi anh gửi qua anh kia. Em xin một phút để vẽ anh Quyền Linh đi. Vẽ anh hả? Dạ. Cũng được. Rồi, được rồi. Ok. Vẽ đi, vẽ anh Quyền Linh ra thành anh Bạch Long đi rồi. Thôi, anh dạ. Quyền Linh ngồi xuống đây nè. Anh ngồi luôn hả? Dạ. Rồi. Rồi, tươi lên nha. Anh hả? Tươi rồi đó. Vẽ nha, tôi có đồng tiền nha. Có, em mà vẽ là đầy đủ những yếu tố của anh có hết. Hồi hộp quá. Có ổn không đó? Thôi chưa? Xong. Rồi, ok. Rồi. Đâu, đưa tôi coi. Trời ơi! Cái gì vậy? Hình tôi mắc cười vậy trời. Chưa thấy ai mà vẽ hình tôi xấu như vậy chứ á. Hiểu sao? Hiểu sao bạn gái bỏ rồi cái gì? Đây tôi qua đây tôi cho bạn này coi, bạn ơi bỏ luôn cho rồi mệt quá. Cái này coi em coi anh tức, tức vậy sao? Anh đâu đến nỗi xấu mà vẽ anh vậy nè em. Sao tự nhiên có hai cái mục rùi hay cái gì đây? Có, mặt có hai cái mục rùi hai bên nè. Cái hình này mà vỗ tay vậy? Hụt rồi đâu ra? Ủa?
cái này đẹp nè, này đúng nè. Trời ơi, cô đánh lạc hướng ha, Dương Long cái tay ha. Không được, dễ thương. Sao em cảm nhận người hài hước lắm á. Bạn trai bên kia thì sao Huệ? Dạ, thấy bạn bên đó cũng dễ thương. Dễ thương cũng, phải không? Cũng hài hài. Mà em nghe anh nói là anh mập rồi, em thích người mập nên em nghe là em thích. Trời ơi, dễ thương quá à. Bữa nay em tới đây với ai? Có ai được ủng hộ em không? À, dạ, có bạn thân của em. Chào dạ, bạn. Chào chị. À, em thấy cái anh bên đó làm sao? Em thấy bạn dễ thương mà chắc cũng hợp với Huệ. Hợp hả? Chắc nói hợp là hợp rồi đó em. Dạ. Chị cũng chúc mừng em nha. Dạ, lát hồi em bấm nút liền. Trời ơi, gì vậy? Gì vậy trời? Rất là hài hước ha. Rồi thôi, và cho kéo màn lên hai bên gặp nhau đi. Nói chung là bạn trai bên đây hài hước, dễ thương. Bạn bên đây rất là dễ thương, là chăm sóc hoa. Hy vọng rằng chăm sóc bạn này cũng giống như hoa bùm bụp. Rồi, 2 phút dành cho nhau, bắt đầu. Tự quay qua luôn đi chứ bấm nút dạ. Rồi còn nhờ tôi làm chi nữa. Chào anh. Nè, giới thiệu em dễ anh rồi nha, chứ không phải nha. Dạ. Giống không? Đẹp quá. À, bạn thấy mình sao? Dạ. À, có giống như những gì mà mình mong muốn không? Dạ, nói chuyện thì cũng dễ thương, là lúc đó là thích rồi. em thích cái người yêu mình là cái tính cách là như thế nào? Tính... Mình không thích người nóng tính. Nóng tính hả? Dạ. Vậy là dạ. Bạn sẽ không được điều số 1, tại mình rất là nóng tính. Tại vì em cũng nóng tính nữa, mà hai bên mà nóng tính quá là gặp nhau rồi cãi nhau sao? Rồi, anh sẽ cố gắng. Rồi em cứ yêu cầu tiếp đi. Em thích người vui vẻ, hòa đồng. Ví dụ như đi chơi với bạn của em thì cũng nói chuyện với bạn rồi giống như là bạn của mình vậy, chứ không phải là vô rồi thấy lạ cái không nói chuyện rồi tự nhiên cái hai bên mất tự nhiên. Nếu mà em có bạn gái nhiều thì cứ dẫn em nói chuyện cho không sao đâu. Chuyện hài hước lời dắt bạn trai không mà được không? Được. Không mà miễn cưỡng. Em không có bạn trai nhiều đâu, em bạn gái không. Thôi anh thích khúc đó đó, miễn là có bạn gái nhiều là được rồi. Nhưng mà anh đừng cua bạn gái em là được. Không, không bao giờ anh cua. Dạ đúng rồi. Rồi chúng ta có 30 giây nữa. Nói chuyện tình yêu đi. Nhìn thẳng vào mắt nhau. Em thấy trong mắt anh nó có gì? Hỏi vậy ta nói có cục gèn rồi nhục. Không, không có. Tại vì người ta nói là đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Em nhìn vô mắt anh, em cảm nhận gì? Em thấy gì chưa? Không thấy gì. Nếu mà mai mốt mà anh là bạn trai thực sự của em thì cái chuyện mà nóng tính của hai đứa em có thể cải thiện được không? Chắc cũng phải điều tiết một chút. Rồi, ok. Dạ. Anh cũng hứa là anh sẽ điều tiết. Nói chung là mình sẽ mở máy lạnh thường xuyên cho đỡ nóng. Dạ, em ngồi đây em thấy nóng. Nói chung anh ngồi đây anh không thấy nóng. Nhìn em là thấy nóng rồi. Ủa sao em đã nhìn đâu anh nóng? Nè, nói cho vui, nãy giờ tôi dìm hàng vậy là tôi cố tình đưa bạn lên đó, nghe không? Tôi dìm bạn xuống để bạn nữ này mới thấy được cái duyên dáng của bạn đó. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò với nhau hay không. 1 2 Nhanh lên như tường, em hồi hộp quá. 2 rưỡi 3 Không sợ không trái đẹp, bóng bóng liên tục luôn. Không, không trái đẹp là mất người yêu có luôn á. Chúc mừng hai bạn, nói chung là... Mập không? Có bạn gái. Mập không? Tròn, nhìn dễ thương, baby. Có lực không? Lực. Ẩm lên thử coi nổi không? Hai bạn tay, nắm tay nhau để cảm nhận những giây phút đầu thử tiên gặp nhau. Thử sức mà ẩm lên nổi không chứ? Dạ, hai đứa em ẩm còn được. Cái gì vậy? Ông đừng vô duyên tới giờ phút cuối luôn. Dạ không có. Ý em nói là hai đứa là mẹ con em không còn được. Trời ơi, chưa có gì hết. Bây giờ nhấc ẩm thử lên cái coi cái nền nổi hả? Rồi, chúc mừng hai bạn. Chúc mừng hai bạn, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và chúc rằng hai bạn sẽ được tìm thấy hạnh phúc bên nhau. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng quay may mắn để nhận những phần quà từ chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng quay may mắn để xem cặp đôi nào sẽ tiếp tục đi vào vòng trong để nhận những phần quà từ Toshiba. Xin mời. Cặp đôi đầu tiên, chúng ta nắm tay nhau và quay. Mạnh lên. Hai,
Đi tiếp. Thật sự tôi muốn hai bạn đi tiếp đấy, nhưng mà cuộc sống đôi khi được cái này mất cái kia. Rồi, chúc mừng hai bạn với hai cái nồi cơm điện. Về nấu cơm đi. Ok, rồi, mình lên đôi thứ hai. Nhẹ nhàng quá nhỉ. Đi vào trong cái đi cho nó vui. Rồi, mời bạn nữ chúng ta quay. Có bị đủ lạnh. Rồi, mời bạn nam. Không, người đó rất khác. Máy giặt. Phần câu hỏi dành cho khán giả trả lời để nhận giải thưởng từ chương trình với các sản phẩm của Toshiba. Ở mỗi tập phát sóng, các khán giả hãy đón xem và trả lời câu hỏi ở phía cuối chương trình để nhận được một trong 3 phần quà là TV, tủ lạnh hoặc máy giặt. Nhưng ở lần này trong 4 bạn tham gia, chỉ có 2 bạn may mắn trúng thưởng, nên 2 sản phẩm còn lại là 2 TV Smart TV LED L5450 trải nghiệm giải trí đỉnh cao tại gia. Và sản phẩm cho khán giả tuần này là tủ lạnh Toshiba GRWG66VDAZ, giải pháp tiết kiệm điện năng tối ưu. Tất cả sẽ dành cho khán giả có câu trả lời chính xác nhất trong vòng 1 tuần kể từ sau khi chương trình phát sóng trên trang Facebook Bạn Muốn Hẹn Hò. Câu hỏi của tuần này như sau. Bạn nữ ở cặp đôi thứ hai làm nghề gì? A. Kỹ sư hóa. B. Kỹ sư cơ khí. Và C. Kỹ sư nông nghiệp. Câu hỏi thứ hai, có bao nhiêu bạn trả lời đúng với đáp án? Và bây giờ Quyền Linh và Cát Tường hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phát sóng vào lúc 15:20 kênh truyền hình HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất.